chỉ vì để rơi một hạt cơm trên bàn. Hai đứa nhỏ sẽ bị người mẹ đánh đập, thậm chí bị bóp cổ. Một hôm cô bé cuối cùng lấy hết dũng khí đi báo cảnh sát, nhưng cảnh sát chỉ cho rằng đây là cách giáo dục con cái, lại đưa cô bé về nhà. Nhìn thấy cô bé bị đưa về, người mẹ giả vờ bộ dạng hiền dịu, một bên sờ tóc cô bé, một bên nói xin lỗi, thành công lừa tất cả mọi người. Nhưng cửa vừa đóng, cô bé liền quỳ dưới đất, bị mẹ kế phạt, còn bị mẹ kế lôi vào vệ sinh đánh đập. Người em trai trốn ở dưới gầm giường nghe thấy tiếng chị kêu khóc, run rẩy khắp người. Cô bé đi tìm cô giáo cầu cứu, nhưng cô giáo nhìn thấy vết thương trên cổ cô bé, liền tìm lý do rời đi. Cô ấy không muốn rước phiền phức. Chính vào lúc hai chị em họ không có ai giúp đỡ, bọn họ gặp được một người tốt. Anh ấy là luật sư không tìm được việc, chỉ đành ở trong hệ thống trẻ nhỏ qua ngày. Nam chính đưa họ đi ăn hamburger rồi đưa họ đi vườn thú, dạy bọn họ vẽ tranh. Hai đứa trẻ từ lúc sinh ra đến giờ, lần đầu cảm thấy ấm áp. Nhưng đúng ngày này, nam chính nhận được cuộc phỏng vấn công việc ở Seoul. Anh ấy phải đi, hai đứa trẻ không nỡ. Nam chính lấy ra 50.000 won lừa họ rằng đợi anh ấy quay lại cùng nhau ăn hamburger, rồi bảo họ xuống xe. Thế là hai đứa trẻ ngày nào cũng đứng trước tiệm hamburger rất nức dãi, hy vọng nam chính quay lại thực hiện lời hứa. Nhưng một hôm hai đứa trẻ về nhà, mẹ kế ác độc đi đến. Cô ta phát hiện họ liên lạc với luật sư, cho rằng họ lại báo cảnh sát, lần nữa đánh đập cô bé, đánh vào tai của cô ấy, đưa cô bé vào bệnh viện. Nam chính làm việc ở Seoul nhận được tin, sau đó đến thăm cô bé. Cô bé thấy anh ấy đến liền nắm lấy tay anh, bảo anh ấy đưa cô và em trai rời khỏi nơi đây. Nhưng nam chính có cuộc sống không như mong muốn. Anh ấy nói anh tìm được công việc mới ở Seoul, sau này sẽ không về nữa. Cô bé nghe thấy buồn bã quay đầu sang hướng khác. Tại sao người lớn đều không chịu giúp cô bé? Sau đó cô bé xuất viện, ác mộng lại đến. Đêm hôm này, cô nói với em trai rằng nam chính sẽ không quay về nữa. Nhưng em trai không tin, cậu trèo sang giường của chị gái, lấy ra tờ tiền mà nam chính đưa cho, ngây thơ nói đã hẹn nhau là cùng đi ăn hamburger. Nhưng lúc này mẹ kế bước vào, phát hiện tiền trong tay em trai, để cậu ấy đưa tiền ra. Nhưng cậu bé không chịu, mẹ kế liền đẩy ngã cậu, rồi gọi cô chị gái xuống giường, bảo cô bé dạy dỗ em trai. Cô bé chỉ đành phục tùng, nhẹ nhàng tát em trai một cái. Mẹ kế lại nói chưa ăn cơm à. Cô bé nhắm mắt lại đánh mạnh hơn, sau đó lập tức ôm lấy cậu em khóc nói xin lỗi. Mẹ kế càng bực mình, cô ta lôi cô bé sang một bên, bắt đầu đánh đập cậu em. Cậu bé khóc lớn, không ngừng cầu xin, tiếng khóc truyền đến tai hàng xóm, người qua đường đều nghe thấy, nhưng không ai muốn quan tâm. Đây lại là một buổi tối đau khổ. Cô bé ánh mắt vô hồn bước ra ngoài, trong tay cầm lấy tờ 50.000 won đã rách. Nam chính không có đến, có đến cũng vô dụng, bởi vì hôm sau anh ấy lại nhận được tin em trai cô bé chết rồi. Một hôm cô bé bị cảnh sát đưa đi. Cô bé 10 tuổi giết hại em trai 7 tuổi. Nhưng nhìn thấy ánh mắt của mẹ kế là biết có ẩn tình. Hóa ra nửa tiếng trước, mẹ kế hỏi cô làm sao đánh chết em trai. Cô bé giơ tay rồi đá đá chân, nói là đánh như vậy, nhưng tất cả mọi điều đều là do người mẹ ác độc làm, ép cô bé nhận tội, còn dạy dỗ cô bé. Vì em trai trộm 50.000 won của mẹ, cô ấy muốn em trai trả tiền mới đánh chết em trai. Nam chính biết tin đau đớn vô cùng, vì từ 50.000 won đó là lúc đầu anh ấy đưa cho bọn họ tiền ăn hamburger. Anh ấy tìm đến cảnh sát trưởng nói là chị em họ quan hệ rất tốt, sao lại có thể nhỡ tay đánh chết em trai chứ. Nhưng đối phương lại nói là cô bé tự nhận tội. Nam chính tìm đến ông chủ công ty pháp vụ, nhưng ông chủ cho rằng đây là mệnh của cô bé. Nam chính rất chạnh lòng, tất cả mọi người đều nhắm mắt làm ngơ. Anh ấy trước đây cũng như vậy, kết quả hại chết em trai của cô ấy. Anh ấy không thể làm ngơ được nữa. Anh ấy tìm đến cô bé, nhưng cô bé không quan tâm anh. Sự giúp đỡ trước đây hại chết em trai, cô không dám cầu cứu nữa. Nam chính không từ bỏ. Không lâu anh ấy và bạn bè cùng nhau phát tờ rơi ở trong quảng trường, hy vọng xã hội có thể lật lại vụ án này. Sau đó lại đến bệnh viện, lấy báo cáo xét nghiệm tử thi cho bác sĩ. Bác sĩ nói cậu bé chết do bị bạo hành tổn thương đến nội tạng. Đây tuyệt đối không phải chuyện cô bé 10 tuổi có thể làm. Có được chứng cứ, anh ấy gửi đơn tố cáo và được chấp nhận. Nhưng bây giờ có một việc càng khó khăn hơn, để cô bé thừa nhận bạo hành gia đình. Nam chính nghĩ ra một cách, anh tìm đến bạn học của cậu bé Mập, để cậu ấy mỗi ngày đặt trước cửa nhà cô một món quà nhỏ. Cô bé ngày nào cũng lấy quà đi, giấu trong tủ quần áo. Sau đó đến trước bàn học, tiếp tục viết giấy nhận tội. Nhưng một hôm cô bé cuối cùng cũng mở hộp quà ra, phát hiện bên trong có MP3. Mở ra nghe là đoạn ghi âm nam chính gửi cho cô. Anh ấy thành thật xin lỗi cô, còn nói bản thân mỗi ngày đều ở dưới cầu đợi cô. Sự chân thành của anh làm cô bé mở lòng. Cô bé đi giày, muốn ra ngoài tìm nam chính nhưng lại gặp mẹ kế. Cô bé bị dọa cho ngã xuống, mẹ kế cướp lấy MP3. Sau khi nghe được nội dung bên trong, lại bạo hành cô bé. Cậu bé đến đưa quà ở bên ngoài, nghe thấy tiếng gào của cô bé, cậu lập tức gọi điện thoại cho nam chính. Anh ấy vội vàng chạy về nhà cô bé. Mẹ kế đẩy cô ngã xuống đất, rồi tát cô nhiều phát, vẫn không hết giận, lại đứng lên đá liên tiếp vào bụng cô bé. Cô bé túm lấy chân mẹ kế cầu xin, lại bị đá ra một bên. Mẹ kế cầm lấy cái ghế bên cạnh, muốn đập vào người cô bé. Thời khắc nguy hiểm, nam chính mở cửa xông vào, nhìn thấy cô bé thoi thóp, anh ấy lớn tiếng mắng mỏ, cô còn là người không? Anh cõng cô bé đi ra ngoài, ánh mắt của anh vô cùng kiên định, tràn đầy lửa đốt.
anh ấy muốn kẻ bạo lực phải trả giá. Anh đưa cô bé về nhà, cho cô bé nằm lên giường rồi trò chuyện cùng cô bé. Nhưng lúc này bố của cô bé tìm đến, anh ta muốn đưa con gái đi. Nghe thấy tiếng của bố, cô bé run rẩy, sợ bị đưa về. Nam chính liền nói anh ấy là luật sư, cô bé là người ủy thác anh, ngày mai lên tòa. Tối nay anh không đưa được cô bé đi đâu. Hóa ra mẹ kế đánh chết cậu em trai, rồi giá họa cho cô bé. Bây giờ anh ấy phải vì cô bé lật lại án. Hôm sau trên tòa mẹ kế cô đứng lên, cô ta khóc lóc, lại giả vờ bộ dạng hiền lành, lừa thẩm phán. Kết quả sau khi xét xử, bởi vì nam chính không có chứng cứ có lợi, cần tiến hành xét xử lần hai, mà sự quan trọng quyết định thắng bại là ở cô bé có thể vạch tội mẹ kế trên tòa hay không. Nhưng từ sau khi bố cô bé đến, cô bé cứ trốn trong phòng không nói lời nào. Đến lúc nam chính nghĩ lại, lúc đầu anh tặng mặt nạ siêu nhân cho hai chị em, có khả năng thu hình, bên trong có thể có chứng cứ phạm tội. Anh ấy vội chạy đến thùng rác, nhìn thấy núi rác, anh ấy không hề nản, anh ấy lật từng cái một, mùi thối khiến anh như muốn ngất đi. Anh ấy tìm từ sáng đến tối, cuối cùng ngồi bệt dưới đất vẫn là không tìm thấy. Hôm sau trên phiên tòa thứ hai, luật sư đối phương hỏi vài vấn đề, cô bé lại không ngừng khóc lóc, không nói lời nào. Thẩm phán chỉ đành tạm thời nghỉ ngơi. Sau khi quay lại, cô bé vẫn không chịu nói, cô bé không thể làm nhân chứng nữa. Trong lúc nghỉ ngơi, nam chính cổ vũ cô bé dũng cảm nói ra sự thật, nhưng tổn thương mẹ kế để lại cho cô quá lớn, cô không dám chắc sau khi nói ra chân tướng có tiếp tục bị mẹ kế bạo hành nữa không. Lúc này cậu bạn của cô bé đưa đến cho nam chính một thứ đồ, chính là con gấu đồ chơi đó. Khi trở về tòa án, nam chính lấy ra con đồ chơi chào hỏi cô bé, nhìn thấy đồ chơi mà em trai thích nhất, cô bé cầm lấy nó rồi ôm chặt. Cuối cùng cô bé cũng mở lời, là mẹ đánh. Chân tướng rõ ràng, lúc đó là mẹ kế đánh chết cậu em trai, ép cô bé nhận tội. Cô bé sợ bản thân không làm theo sẽ bị mẹ kế đánh chết. Cô bé đáng thương, vốn đang ở độ tuổi được nuông chiều, lại bị phải chịu đựng cuộc sống như vậy. Nhưng luật sư đối phương phản bác, nhân chứng hoặc chứng cứ không xác định. Cô bé nói không thể tin được, đừng quên bên trong đồ chơi còn có vi. Nam chính gọi người đưa cô bé đi, công khai đoạn vi đó trên tòa. Trong vi, cậu em bị mẹ kế đánh đập tàn nhẫn, tiếng kêu thảm thiết làm tất cả mọi người phải khóc, có người khóc có người tức tối. Nam chính cũng không nói nên lời, kết cục đã định, dựa vào pháp luật Hàn Quốc, mẹ kế bị tù 16 năm, người bố bị phán 5 năm. Cuối phim nam chính đưa cho cô bé bức ảnh, đây là cảnh lần đầu tiên cô bé gặp được mẹ đẻ, bởi vì trước đây tất cả những bức ảnh liên quan đến mẹ ruột đều bị người bố cắt. Cô bé và em trai luôn khát khao tình yêu của mẹ, mẹ kế lại là một ác ma, nhưng tôi tin rằng có sự chăm sóc của nam chính, cô bé rất nhanh sẽ bước ra ám ảnh tâm lý sống cuộc sống mới. Bộ phim này được cải biên trên câu chuyện có thật, hiện thực còn tàn khốc hơn phim rất nhiều. Thật sự hy vọng những bộ phim như này có thể được nhiều người thấy hơn. Xin đừng làm tổn thương những đứa trẻ ngây thơ vô tội.